Hello anh em. Bây giờ em sẽ làm cái clip để đánh giá về chất lượng file của Tùng Nguyễn hôm qua mua. Đây là file 200. Đây là cái file 256. Còn file 128 thì với cả file 64 thì chất lượng nó ít hơn. Nó có vẻ kém hơn rất khá là nhiều ạ. Em không biết là trên hệ thống của các anh thì nó như nào, nhưng mà trên hệ thống của em thì rất là dễ dàng để phân biệt. Đây, hiện tại là em vẫn đang chơi con VM của Paolo Tuấn, Bencanto 1000. Và đây là con siêu máy tính P3. Đấy, anh em thử nghe qua cái chất lượng đây. Hiện tại em đang chơi file 256. Cái album này thì nó là khá là êm đềm thôi, nó không có cái cao trào như kiểu là công tơ bát hay là tiếng trống gì cả. Vì album này chỉ có cello, violon với cả piano thôi, khá là nhẹ nhàng, mà một số bài thì chơi violon khá là feel, piano thì rất là trong trẻo, không gian thì không phải nói, quá là tốt. Cái điều là cái album này thu là họ để volume khá là nhỏ ấy. Thì anh em mình có thể bật to lên một chút thôi, không sao. Nhưng mà lưu ý khi mà chuyển sang album khác thì chúng ta nên bật nhỏ trước khi bật, để tránh ảnh hưởng đến hệ thống. Bình thường em chỉ nghe khoảng đến cái vạch khoảng 10 giờ thôi, nhưng mà album này bật cũng gần 11 giờ rồi. Anh em mình có thể nghe thấy không một cái sạn nào cả, không một cái noise hay là cái gì, rất là tĩnh lặng. Đấy, tối anh em có thể thử chơi nhá, hẹn gặp lại anh em.